Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Chỉ bằng hãy đi đối phó với người này. Này, ngươi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Bây giờ là vào thời khắc mấu chốt mà Ám Long Tôn giả tuyển chọn chiến sĩ. Nếu như làm lỡ Tôn giả đi vào chiến trường Thiên Nguyên, ngươi có gánh vác nổi hay không? Nhanh chóng quay về đội, lập tức xuất phát đi đến đấu thú trường. Đấu thú trường. Nhớ kỹ, tất cả nhân viên đáng nghi đều được bỏ qua. Lỡ như Tôn giả xảy ra chuyện, 10 cái đầu của các ngươi cũng không đền nổi đâu. Vâng. Hãy đến vị trí của mình đi, nhanh nhẹn lên một chút cho ta. Còn có ai nữa không? Thật đúng là khóa này tàn khốc hơn khóa kia. Ma tộc mỗi lần lại phái ra nhiều chiến sĩ dũng cảm như vậy đi về chiến trường Thiên Nguyên, cuối cùng không còn một ai sống sót quay về. Chiến trường Thiên Nguyên thật đúng là khủng bố. Đây là đang tuyển chọn chiến sĩ đi về chiến trường Thiên Nguyên hay sao? Đúng vậy, ngươi không biết ư? Bây giờ thập đại trưởng lão đã qua đời, Ám Long Tôn giả là đương kim ma tộc có hy vọng đột phá thiên nguyên cảnh nhất. Nếu như có thể đi theo, lợi ích rất nhiều. Ta tuyên bố người thắng cuộc. Thế thì rất đúng lúc. Tốt cái gì? Ngươi muốn đến thử hay sao? Tuyệt đối là đừng làm như vậy. Biết trên đài là ai hay không? Này, tên đó có người đứng sau còn cứng hơn là cả nắm đấm nữa đấy. Ồ, lại có người khiêu chiến mới lên đài rồi. Chỉ là thành vệ nhỏ bé mà cũng dám khiêu chiến với ta hay sao? Nhặt rác ở trên đường xong chưa vậy? Nhặt rác mà cũng dám lên lôi đài hay sao? Là đến để tấu hài hay sao? Mau về nhà đi. Tuần thành vệ thì làm sao? Nếu như không phải là tuần thành vệ chúng ta, các ngươi có thể ngồi ở đây đánh nôi đài được hay không? Này, ngươi hãy xử hắn cho ta. Được thôi, vừa đúng với tâm ý của bốn tòa. Ta ngược lại muốn xem thử. Một tên đi tuần tra ở trên đường thì có lá gan gì mà đứng trên nôi đài? Mở sát trận. Chịu chết đi.